Sau khi tham gia Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhận chức vụ Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa 10, Quang Linh Vlog mới đây đã trở về với công việc. Anh cùng hàng du mục và các thành viên trong team xuất ngoại đi Trung Quốc công tác. Sau khi Quang Linh trở về Việt Nam, anh chàng cùng hàng du mục đã cùng livestream và có nhiều kế hoạch hợp tác kinh doanh. Như mới đây, team Quang Linh cùng hàng du mục đã lên đường sang Tân Cương, Trung Quốc để vừa livestream vừa tìm hiểu thêm về sản phẩm táo đỏ. Hàng du mục không tự tìm drama, mà drama tự tìm đến với cô khi nữ TikToker vừa trải qua kiếp nạn khi bay sang Tân Cương do chuyến bay liên tục delay. Điều này được tiết lộ trong video của Lương Đỗ, người được coi là đệ tử của hàng du mục và cũng thực hiện hành trình bay sang Trung Quốc lần này. Cụ thể, cả đoàn đã bị delay tổng cộng 3 lần, khiến cho các thành viên ai cũng mệt lử. Đến mức Quang Linh còn phải tranh thủ nằm vật vờ ở trên ghế chờ trong mỗi lần bị delay chuyến bay. Điều này khiến hàng du mục vô cùng bực mình. Lương Đỗ tiết lộ, chị Hằng mất 1,5 tiếng cãi nhau với hãng bay và cuối cùng được bù vé. Sau hàng loạt sự cố delay, cả team đã đến Tân Cương khi phải dành đến 24 giờ chỉ di chuyển ở sân bay và máy bay. Khi vừa đến nơi, trông cả đoàn ai cũng mệt mỏi và tóc tai bơ phờ. Sau đó, Nhất Dương và Dịch Dương cũng đã có mặt ở Tân Cương để đón hàng du mục. Tròn 24 tiếng mọi người ở trên sân bay và máy bay, trông ai cũng mệt lử hết cả. Đến nơi là có hai thanh niên bản địa ra đón liền. Nhất Dương thì đã cắt tóc, còn Dịch Dương thì quyết định nuôi tóc thêm, Lương Đỗ cho biết thêm. Việc delay đã khiến hàng du mục mệt mỏi và cô nàng cũng than thở trên trang cá nhân, nhả vía delay của Quang Linh lại cho ai cần, tim mình sợ lắm rồi. Danh xưng ông hoàng delay của Quang Linh đến hiện tại vẫn không có đối thủ khi 5 lần 7 lượt anh liên tục gặp trục trặc khi đi máy bay. Theo đó, trong chuyến về Việt Nam hồi tháng 4, Quang Linh đưa lôi con về cũng gặp phải sự cố, khiến anh cùng hai bố con lôi con bị nhân viên an ninh sân bay giữ lại, chuyến bay bị chậm vì những thủ tục giấy tờ. Sau đó, khi về lại Angola, anh lại phải bị delay, chậm hơn cả một ngày so với dự kiến ban đầu. Ai cũng xanh mặt với chuyện tâm linh này, khi Quang Linh cứ đi máy bay là bị delay, ảnh hưởng đến cả người đi cùng. Và lần này là nặng nề hơn bởi cả hai team đều chịu ảnh hưởng. Nhiều người cho rằng có thể vía delay của Quang Linh quá nặng. Đến cả chị gái của Quang Linh là Nhật Lệ cũng phải kêu trời vì sự trùng hợp quá đỗi bất thường này. Cô có bài đăng gây bật cười khi đăng tải hình ảnh Quang Linh và Tiến Nguyễn nằm vật vờ ở sân bay, cô viết: "Ông thần delay." Được biết sau khi đến Tân Cương, hàng du mục đã thay trang phục truyền thống ở đây để livestream bán táo đỏ ở ngay trong vườn. Hình ảnh này khiến fan nhớ lại hình ảnh hàng du mục livestream bán hàng từ thời cô nàng còn chưa có gì trong tay. Chính việc livestream ở Tân Cương trong thời tiết khắc nghiệt đã đem lại dấu ấn riêng cho hàng du mục. Bên cạnh đó, Tân Cương cũng là nơi nổi tiếng với táo đỏ, chính là sản phẩm đã gắn liền với tên tuổi hàng du mục suốt thời gian vừa qua. Dân tình còn thắc mắc không biết trong lần này hàng du mục có đụng độ Tôn Bằng, chồng cũ người nước ngoài, hay không. Bởi trước đây vài ngày, Tôn Bằng chia sẻ hình ảnh như đang ở Tân Cương. Người này còn livestream công khai mời ứng viên đến làm việc cùng với mình và khẳng định sẽ giúp nổi tiếng hơn cả vợ cũ. Hiện tại, với những động thái của hàng du mục và Quang Linh có thể thấy cả hai đang ấp ủ rất nhiều dự án kinh doanh chung với nhau. Điều này khiến fan vô cùng thích thú và trông đợi màn kết hợp của bộ đôi chiến thần trong thời gian tới.